bay lên thôi. Ê, các bạn ơi, mình có cái máy bay trực thăng này bay hơi bị hay luôn. Đấy, nó có thể ấy tự bay được lên luôn. Hay chưa, các bạn nhìn thấy hay chưa? Ôi trời ơi, bắt được rồi. Wow, bạn nhím có trò chơi gì hay thế này? Tớ có cái máy bay trực thăng đấy, cậu thấy nó hay không? Cảm biến à cậu? Ừ, nó cứ hạ cánh xuống đất xong rồi nó lại tự bay lên. Này. Đấy. Ấy, ui. Ấy, hay nhỉ? Hơi bị hay luôn. Cái máy bay này mua ở đâu thế? Máy bay này tớ mua ở cửa hàng đồ chơi đây, ở đấy đầy. Thế? Hay lắm. Chơi này hơi vui, chỗ nào rộng rộng á, không cho nó cứ nhảy thế vui lắm. Ừ, nhưng mà chơi này phải hôm nào không có gió cơ cậu ơi, như hôm nay này thì nó mới bay được. Ừ. Đúng không? Ui, cái máy bay này xịn sò nhỉ, đưa tớ thử chơi xem nào. Đây, cho cậu thử chơi một tí đấy. Ui rồi, lần đầu tiên tớ nhìn thấy cái máy bay nhỏ như thế này nhưng mà bay được nhá mọi người. Đấy, ơi. Hơi bị hay luôn đấy. Ừ. Một quả bóng cậu ạ. Ui hỏng máy bay của tớ rồi. Ui máy bay ơi bay đi. Sao nó không bay được nữa này? Cậu ném xuống thế là nó làm hỏng máy bay của tớ rồi. Tớ bắt đền cậu đây. Ui không phải lỗi tại tớ đâu. Tại quả bóng vòng đấy nó đập vào mặt tớ cho nên tớ mới bỏ cái máy bay của cậu ra đấy. Được rồi, ai vừa ném quả bóng vào đây đấy. Để tớ giải tớ tính sổ với nó xem nào. Ui cậu ơi, đây không phải là ai ném mà đây là một con Transformer. Con này là con robot xe nó biến ra đấy. Thế à, nó biến thành một con robot màu đỏ đẹp như thế kia ấy. Nhưng mà nó đang bị tấn công kìa cậu ơi. Ôi con này nó đang chiến đấu với cái gì kìa. Ôi, cậu ơi, hóa ra là một cái xe tăng. Nó đang bắn cái con robot ấy. Ui, robot ngã rồi kìa cậu ơi, robot thua rồi. Ô, con robot thua rồi, trông mạnh như thế mà thua. Đúng rồi, con này vừa đấy ném bóng vào mặt cậu. Ơ kìa, nhưng mà nó lại biến thành một cái xe để nó chuẩn bị chạy kìa cậu ơi. Ôi, nãy bị bắn đổ rồi. Ui, nó biến thành một cái xe, nó định chạy tẩu thoát đấy cậu ơi. Thế mà cuối cùng nó vẫn bị thua kìa. Ờ. Ui, cái xe tăng kia lợi hại nhờ. Mình đi đến mình xem cái xe tăng đấy là xe gì đi. Đi. Ui, cậu ơi, chiến đấu xong nó lại thua lại như này. Còn bé tị tin luôn này các bạn ơi, cái xe này vừa nãy đã chiến đấu hơi kinh luôn đấy. Ui đây là một cái xe trông như kiểu xe tăng ấy nhỉ. Nhưng mà xe tăng nó lại có cái bánh này cậu ơi. Kiểu nó kiểu như xe tăng địa hình cậu ơi, có thể. Ui. Đấy. Đúng nghe chiến đấu tiếng nó nổ không? Này cậu ơi. Hay nhỉ. Đây là trên này nó còn có cái khẩu này, vừa đây nó bắn cái con kia kìa. Đây là ống nhòm mà hay là khẩu pháo? Ui. Cậu nhìn này, nó đi được này. Wow. Ui hay chưa. Nó như một chiếc xe ấy cậu ơi. Ấy nó ai già, nó có thể tắt nhạc được à cậu ơi? Ờ nó có thể tắt nhạc được. Ui ui, nó xoay được cả cái ống pháo của nó này cậu ơi. Ui đấy nó bắn kìa cậu ơi. Ui nó đang bắn ai thế nhở? Ui hay chưa kìa, cái này nó có thể xoay được xong rồi nó có thể bắn chiến đấu được này. Ờ ui ui, ở phía sau này cậu nhìn thấy chưa, nó còn phun được cả khói nhá. Đây này cậu nhìn thấy chưa, nó phun được cả các khói này. Hóa ra là nó có chức năng phun khói để làm đối phương bị mất phương hướng đấy các cậu ơi. Ờ hay thật đấy. Đấy ấy, cậu nhìn thấy chưa, khói màu xanh như này các bạn có nhìn thấy không? Ui mà đấy. Khói lạnh lắm nhá. Ấy nó đang bắn như này, nó đang tấn công như này các cậu ơi. Wow, đây là một cái xe chuyên chiến đấu ở chiến trường đấy cậu ạ. Ừ. Vừa trông nó xuống. Ngầu nha. Ờ trông như xe tăng ấy, xong lại còn di chuyển thì rất nhanh nhá. Đấy cậu nhìn chưa, nó chạy nhanh chưa? Ừ nó chạy tít xa rồi kìa cậu ơi. Ui Nhím ơi, đấy cái xe này xịn sò đấy, tớ thích cái xe này đấy, tớ sẽ mang cái xe này về làm đồ chơi nhá cậu nhá. Làm đồ chơi á? Ừ. Ấy chà chà, cái này mà làm đồ chơi thì hơi bị hay đấy. Ui cậu ơi, cái này nó còn có cảm biến phía trước đây này. Ấy chà. Đấy, đây hình như là cái camera nó kín đấy. Ờ thế nên là nó có thể tự phát hiện xong là nó chiến đấu được đấy. Đúng rồi.